Việt Tân, kẻ đục nước béo cò thời đại dịch. Thời gian gần đây, các tổ chức phản động lưu vong tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta. Nổi bật trong đó phải kể đến tổ chức phản động Việt Tân. Vẫn những thủ đoạn quen thuộc, thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube, bọn chúng đăng tải các bài viết phản cảm, phản ánh sai sự thật về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Chúng ra sức xuyên tạc tình hình, gây mất đoàn kết trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của chúng ta. Ngày 15 tháng 9, sau khi VTV phát sóng phóng sự ranh giới phản ánh thực tế diễn biến trong tâm dịch, Việt Tân cho ra đời ranh giới cho thấy nhà nước bạc bẽo thế nào với các y bác sĩ, nhân viên y tế. Lợi dụng chính sách cho người lao động sau giãn cách xã hội được rời các tỉnh phía Nam trở về quê nhà, Việt Tân có hai bài: Hội chứng về quê và khủng hoảng lòng tin được đăng tải ngày 4 tháng 10 năm 2021 trên kênh YouTube. Ngày 5 tháng 11 năm 2021, Việt Tân lại tung ra chương trình Nhà nước Cộng sản Việt Nam chống dịch COVID-19 bằng cách đàn áp người dân. Không chỉ lợi dụng tình hình dịch mà chúng còn bám sát các sự kiện kinh tế chính trị ở trong nước để xuyên tạc công kích. Ngày 6 tháng 11 năm 2021, chúng tung ra cái gọi là Đường sắt Cát Linh Hà Đông, hai phe đang đánh nhau. Hay nhân kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga, ngày 7 tháng 11 năm 2021, chúng cho ra mắt Đông Âu 30 năm, biến cố Đông Âu có xảy ra ở Việt Nam hay không? Các đối tượng liên tục phát tán những bài viết, hình ảnh, clip xuyên tạc, vu cáo cho rằng chính quyền chưa có sự hỗ trợ kịp thời cho người dân. Việc chưa triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 rộng rãi bằng nguồn vốn từ quỹ vaccine phòng COVID-19 sẽ khiến cho dịch bệnh ngày càng lan rộng. Người dân sẽ không được tiếp cận, sử dụng theo đúng mục đích của quỹ mà phải bỏ tiền để mua vaccine. Chúng còn phát động chiến dịch vận động người dân trong nước, yêu cầu viết thư kiến nghị gửi tới các cấp chính quyền, đòi hỗ trợ khẩn cấp, chỉ đạo các đối tượng đồng loạt thay đổi đại diện Facebook cá nhân với khẩu hiệu Dân cần vaccine và bánh mì để tăng cường kích động tư tưởng chống Đảng, Nhà nước ta. Đáng chú ý, Việt Tân có ý đồ triển khai kế hoạch hành động khẩn cấp nhằm tập trung lực lượng để tăng cường hoạt động chống phá vào trong nước giữa bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Một số đối tượng của tổ chức này còn trắng trợn xuyên tạc việc giãn cách xã hội để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Một mánh khóe khác của bọn chúng là tích cực dùng mạng xã hội để đưa ra những thông tin bịa đặt nhằm đến bộ phận quần chúng còn mù mờ về truyền thông, nhận thức còn hạn chế. Đảng, Nhà nước ta đã nỗ lực không mệt mỏi khi xuôi ngược triển khai chiến lược ngoại giao vaccine để người dân được tiếp cận nguồn vaccine khan hiếm, được bảo vệ tính mạng trước dịch bệnh, để phục hồi phát triển kinh tế trong bình thường mới. Những hội nghị trực tuyến, những chuyến công du của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành đã không ngừng đem lại nguồn vaccine quý giá. Tính đến ngày 8 tháng 11, chúng ta đã tiêm chủng được trên 90 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Đây được xem là một nỗ lực tuyệt vời, một tốc độ phủ vaccine đáng được ghi nhận và không ít các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ sự khâm phục, gửi gắm niềm tin tưởng, khẳng định sẽ đầu tư vào Việt Nam. Đi ngược lại với những nỗ lực ấy, các tổ chức phản động lưu vong mà điển hình là Việt Tân vẫn lạc lõng đưa ra những luận điệu chống đối, hòng lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin. Xin được nhắc lại thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra: nếu ai không làm thì đứng sang một bên để người khác làm. Và có lẽ thông điệp này đã thấu triệt tới toàn nhân dân nên mới có được kết quả tiêm chủng nhanh đến vậy, và cũng mới có được tinh thần thích ứng linh hoạt với đại dịch để cả nước vừa kiểm soát dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội.